Tập 19. Lục Lục An, đi thôi, đi ngắm sao bằng với em. Đi thôi. Tặng cho anh thẻ nhớ này, rất vui được quen biết anh. Lý Mặc Cẩn, có duyên gặp lại. Anh đã lựa chọn đi rồi, sao còn quay lại làm gì? Phụ huynh của ấy gọi điện thoại đến, báo cô ấy bị trẹo chân phải đưa về trước. Phụ huynh, đi vệ sinh cũng phải phục vụ tôi sao? Phục vụ anh đó. Alo, Lão Mặc. Bạch Cập nói chuyện quá khứ đã là quá khứ rồi, cô ấy phải bắt đầu cuộc sống mới. Và nói xem có đồng nghĩa với việc tôi có cơ hội rồi không? Lại bắt đầu hả? Tôi không thể dẫn cô ấy tới nơi dung tục như vậy. Tôi phải đưa cô ấy đến một nơi khác hẳn, đúng không? Không sao rồi. Bye bye. Sao em lại đến đây? Không có nhà để về, cho em tá túc một đêm. Tại sao vậy? Nhậm Hải Long chính là chủ nhà của em. Em sắp bị anh ta chọc tức chết rồi. Lớn đầu rồi còn lắm chuyện như vậy, không chịu thua thiệt chút nào. Em phải nghĩ cách dạy cho anh ta bài học. Phải để anh ta quỳ xuống cầu xin em. Bạch Thược, cô chạy đi đâu vậy? Không nói với tôi tiếng nào. Tôi tìm cô cả ngày đó. Có biết tôi lo lắng thế nào không? Nếu anh thực sự lo lắng cho tôi thì phải phát hiện ra tôi đã mất tích cả buổi tối. Mất tích cả buổi tối là sao? Chị, sao chị lại mất tích? Ý chính là lúc anh bận anh hùng cứu mỹ nhân, tôi đã bị lạc đường trong rừng. Cái gì? Nói như vậy cô đúng. Tôi bị lạc đường cả tối ở trong rừng. Xin lỗi cô, đều là lỗi của tôi. Cô đi lạc mà tôi lại không phát hiện ra. Tôi thật là... Thôi bỏ đi. Dù sao cũng đã bình an quay về rồi. Anh cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Vậy... vậy số cuộc làm thế nào cô ra được? Hướng dẫn viên nói là có người nhà đến đón cô. Người nhà cô là ai vậy? Ba cô sao? Không phải. Anh đừng hỏi. Là Bạch Tô. Không phải tôi. Chắc chắn là người theo đuổi chị tôi trong đoàn du lịch rồi. Anh đúng là làm người ta quá thất vọng. Thực sự là người trong đoàn sao? Không phải. Lục Lục An, anh đi được rồi. Cô nói tôi biết ai đi. Bạn trai cũ được chưa? Ai? Bạn trai cũ. Đúng, bạn trai cũ của tôi. Anh có thể về nghỉ ngơi rồi. Được rồi, tôi đi. Nhưng xin cô, nhất định phải xem cái này. Chị, thực sự là tên khốn đó sao? Không phải. Chị đừng giả giờ nữa, ánh mắt đã bán đứng chị rồi. Cái tên họ Lý đó, sao hai người lại liên lạc với nhau? Đã nói là không có việc gì, lên gác ngủ đi. Chị à, chị không được ngựa quen đường cũ đâu đó. Khốn thật. Cái đồ ngốc nghếch si tình này. Đáng thương cho lão Bạch nhà chúng ta. Lại phải phiền lòng rồi đây. Thế nào được chứ?
Những bông hoa này đều là anh và lão Mặc tự tay trồng. Hai anh tự trồng hả? Tất nhiên rồi. Không ngờ anh còn có sở thích này đấy. Có người thích mua xe, có người thích sưu tầm tranh chữ, có người lại thích châu báu ngọc ngà. Anh thì chỉ có sở thích này. Không kỳ lạ chứ? Có gì kỳ lạ đâu. Tốt mà, bảo vệ môi trường. So với trồng hoa, anh càng thích trồng cây hơn. Chọn giống cây, chiếc cành. Anh nói em nghe, cả thế gian này chỉ có em và lão Mặc biết sở thích này của anh. Nếu không phải muốn em vui thì anh cũng không nói em biết đâu. Em có thấy suốt ngày anh chỉ biết qua qua cỏ cỏ thì hơi ẻo lả không? Không đâu, cũng tốt mà. Vậy thì được rồi, chúng ta cùng trồng cây nhé. Được, đi nào. Những bông hoa quải hương này được anh lấy giống từ vùng Yili của Tân Cương, là loài hoa quải hương đẹp nhất Trung Quốc. Em nhìn có đúng không? Chúng ta trồng gì đây? Trồng cây chanh nhé. Mùa đông lạnh có thể đặt vài chậu trong phòng. Sau này ngắm nhìn nó đơm qua kết trái, từng quả xanh mởn trở vàng, nghĩ thôi đã thấy vui. Được không? Được. Được rồi. Được rồi, được rồi. Kéo búa bao, kéo búa bao, kéo búa, kéo búa bao. Bố của Thạch Đầu và mẹ của Bạch Hoa có gì đó đấy. Cái gì? Thì chính là chuyện đó đó. Việc đó à? Hai người họ chắc không phải đâu. Chuyện này khó nói lắm. Bà nhìn kìa. Đúng đấy. Bạch Hoa đâu rồi? Bạch Hoa. Có thích không? Dạ thích. Vậy con có thể giúp chú một việc không? Dạ được. Lát nữa giúp chú đưa cái hộp này cho mẹ nhé. Được không? Dạ được. Nhớ đấy, phải đưa cho mẹ đấy. Anh Tùng, tại sao không có quà của em? Em cũng muốn có gấu bông. Em chính là đứa bé gấu mà. Làm gì có. Gấu bông ở đâu vậy? Mẹ ơi, chú Châu có quà cho mẹ. Quà của mẹ sao? Vậy được rồi. Chuẩn bị ăn thôi. Xuống đi nào. Ứng ba la xì bùa. Có cần anh chàng đẹp trai dưới ẩm thực này phụ giúp em không? Thái khoai tây hộ em vậy. Anh chọn nhặt rau. Anh muốn làm gì? Thì nhặt sao đó. Bạch Hoa đã đưa quà cho em chưa? Đưa rồi. Đưa rồi. Thích không? Rất đẹp. Em rất thích. Em thích thì phải đeo chứ. Đồ to như vậy em phải mang theo hàng ngày sao? Em nghĩ chu đáo thật. Bây giờ vẫn chưa phải lúc đúng không? Đi thái khoai tây đi, rồi sau đó luộc giúp em. Em muốn làm bột khoai tây. Được, làm ngay đây. Anh thấy có những việc đã đến lúc định nói với ba của em một tiếng. Bây giờ vẫn chưa phải lúc đâu.
Em sợ ba không chấp nhận được. Nhưng có những chuyện không nói thì không được. Cho em thêm thời gian đi. Nhưng anh không đợi được nữa. Tô Tô. Tô Tô. Bạch Tô. Sáng sớm chạy đi đâu rồi? Thích chị gái tôi thật à? Bất ngờ vậy sao? Tôi khuyên anh vẫn nên mau chóng rút lui đi. Lúc không có họ Lý anh đã không đủ sức cạnh tranh rồi. Bây giờ anh ta về rồi, anh càng không có cửa. Họ Lý kia chỉ là bạn trai cũ, tình yêu cũ thôi, không được tính là tình địch. Đừng trách tôi nói thẳng quá. Nếu tính trên thang điểm 100, anh cũng chỉ được 40 thôi. Đấy là tôi còn tính dư đấy. Nhìn thế nào anh cũng không đủ tư cách. Tôi... cô tính kiểu gì vậy? Anh cao to đẹp trai nhưng mà anh nghèo, thiếu điểm này thôi đã mất 20 điểm rồi. Còn nữa, nghe tôi nói hết, suốt ngày anh chỉ biết trải nghiệm cuộc sống đồ ổn định bằng không, khả năng phát triển lại càng không, như vậy đã bị trừ thêm 20 điểm. Thứ ba chính là chị gái tôi. Theo tôi thấy, chị ấy vẫn còn dương vấn cái tên họ Lý kia, trừ thêm 20 điểm nữa. Giờ họ Lý kia về rồi, đường tình của anh trực tiếp tuột dốc, nhanh thôi sẽ bị đá ra ngoài. Nên bỏ cuộc đi. Không thể nào. Họ đã chia tay rồi. Vậy nên anh ta mới là kẻ bị đào thải. Hôm ấy tôi cùng chị cô tham dự đoàn du lịch xem mắt. Chúng tôi cùng ngắm sao băng đấy. Cô ấy có cảm giác với tôi. Tôi cảm nhận được. Người anh em, nghĩ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Không phải đâu nhé. Cô ấy xem xong video sẽ biết được tâm ý của tôi thôi. Đến lúc ấy chúng tôi sẽ chính thức bắt đầu. Nói tóm lại tôi cũng có lòng tốt nhắc nhở anh. Đừng lạc quan quá. Tên Lý Mặc Cần đó là người vô cùng khó đối phó. Không tin thì thôi. Vừa rồi cô nói anh ta tên gì? Lý Mặc Cần. Lý Mặc Lặc. Chúc anh thành công. Là như vậy. Phụ huynh cô ấy gọi điện thoại đến. Nói cô ấy bị trẹo chân nên về trước rồi. Lẽ nào người ở cùng Bạch Thược hôm đó chính là cái tên Lý Mặc Lặc? Đúng rồi đấy, chẳng phải anh cũng biết sao? Lần này anh về nhất định sẽ tìm được em. Vậy nên người quay video tỏ tình giúp tôi chính là Lý Mặc Lực, bạn trai cũ của Bạch Thược. Anh không sao chứ? Không sao. Không sao thì tôi đi đây. Bye. Lần này anh về nhất định sẽ tìm được em, đưa em ra khỏi nơi hỗn độn này. Xin lỗi em. Cô đến đúng lúc lắm. Tôi đang định đưa bữa sáng qua cho cô. Sao lại nhìn tôi như vậy? Vừa xem xong nội dung trong thẻ nhớ à? Tôi xem rồi. Vậy cô thấy tôi Lục Lục An, anh tham gia đoàn xem mắt là có kế hoạch, có mục đích đúng không? Đúng vậy, đúng là có mục đích thực. Anh và Lý Mặc Lặc quen biết nhau bao lâu rồi? Quen ở Mỹ đúng không? Anh chuyển đồ giúp anh ta cho tôi đã nhận bao nhiêu tiền? Bạch Thược, cô đang nói gì vậy? Đừng giả vờ vô tội trước mặt tôi nữa. Trước đó anh đối xử với tôi tốt như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Muốn cố ý trêu đùa tôi sao? Hay muốn thể hiện sức hút của bản thân trước mặt tôi? Không, cái thẻ nhớ đó là của tôi mà. Anh chuyển lời lại với Lý Mặc Lặc. Đừng chơi trò chơi này với tôi nữa, tôi đã chịu đủ lắm rồi. Bạch Thược, dù cô có tức giận đến mấy cũng phải nói rõ ràng mới được. Tôi, cô tự nhiên kỳ lạ như vậy.
Phải rồi, tôi bị tâm thần phân liệt, tôi bị điên. Kể từ ngày đầu tiên anh quen tôi chính là như vậy. Anh không muốn chết khó coi thì tránh xa tôi ra đi. Bạch Thược, kỳ lạ thật đó. Anh cầm hộ tôi với. Tặng anh chiếc thẻ nhớ này của anh đây. Cảm ơn. Bạch Thược, Bạch Thược, tôi hiểu là chuyện gì rồi, nghe tôi giải thích đi. Mở cửa đi. Ba, dì Trương, ba ngồi xuống ăn đi. Tô Tô, em ở nhà, em rảnh qua thăm ba với dì Trương. Ba ăn cơm đi, canh ngon đấy. Thược Thược, du lịch xem mắt thế nào rồi, có ưng được ai không? Chị con tình cờ gặp. Tình cờ gặp gì? Gặp ai? Thì con kể với Tô Tô. Con tình cờ gặp bạn hồi nhỏ. Chắc con kể ba cũng không nhớ đâu. Vậy có thể qua lại được không? Hẹn hò được thì đã hẹn hò rồi. Hay là dẫn đến nhà ba xem thử giúp con nhé. Ông đừng ép bọn trẻ mãi như vậy. Tôi quan tâm thôi mà. Dân dân, được. Ba, con nghe điện thoại nhé. Tiểu Đắc sao vậy? Sếp Trương bảo chị lập tức tới khách sạn Lãng Thịnh. Anh ta không sao chứ? Cuối tuần tôi phải ở cùng với anh ta sao? Xin chị đây quản lý, đây là việc cấp, chị phải mau qua đi. Chị không đến tôi cũng bị cho nghỉ việc luôn đấy. Ba, công ty con có chút việc, con phải mau qua đó một chuyến. Ba và dì Trương cứ dùng bữa thông thả. Con, con ăn no rồi. Chị cho em đi chờ nhé. Được, đi thôi. Con thì có việc gì? Con hơi bận một chút thôi. Con đi nhé. Đi cẩn thận đấy. Ba, dì Trương, bye bye. Hai đứa này chưa ngồi nóng chỗ đã đi mất. Anh hỏi nữa đi. Ép con chạy mất rồi đấy. Em về để cáo trạng với ba sao? Làm gì có. Vừa nãy em đến gặp Lục Lục An, tiện thể về thăm ba. Ba nghe nói em đi cùng chị nên cứ gặng hỏi em mãi chuyện du lịch xem mắt. Em thực sự không nhắc đến lý mặt lặt với ba đâu. Chị nhìn phản ứng của ba còn không hiểu sao. Nhưng em thấy Lục Lục An cũng khá được đấy. Tuy không được tính là cổ phiếu giá trị cao, nhưng bà cũng coi như là có tiềm lực. Chị cố gắng dạy dỗ, thế nào cũng hơn được lý mặt lặt. Được rồi, đừng nhắc tới anh ta nữa. Tóm lại, em thấy Lục Lục An hình như động lòng với chị thật đấy. Em đừng nói nữa. Nói nữa thì xuống xe đi. Vậy Lý mặt lặt thì chị chỉ tình cờ gặp anh ta, sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Em đấy, đừng tơn hớt gì với ba. Yên tâm đi, em chắc chắn sẽ giữ bí mật với lão Bạch. Quản lý, anh ta lại làm gì vậy? Chủ nhật mà cũng không để người ta yên. Quản lý, cố vấn tổng bộ cử đến đã đến từ mấy ngày trước rồi. Lúc ấy chị xin nghỉ, sao cũng không đi đón tiếp. Em nói chị nghe tổng bộ vô cùng coi trọng chị. Chị không ở đây, tiệc chào mừng cũng không tổ chức. Vậy nên lão Trương mới, tôi làm việc bao năm ở công ty, nhận được đơn hàng lên tới hàng tỷ cũng chưa từng thấy tổng bộ coi trọng tôi như vậy. Tôi thực sự không hiểu anh ta đang làm gì. Được rồi, mau đi thôi. Phải rồi, cô cần dặm lại phấn hay gì không? Thôi đi, tôi đến đã nể mặt lắm rồi. Mau lên đi. Quản lý Bạch, cuối cùng cô cũng đến rồi. Tôi đã sắp xếp đi cô gặp cố vấn mới đó. Tiểu Đắc, mau lên đi, đi sắp xếp đi. Làm gì vậy?
Anh Lý đây, năm ấy là đơn thư độc mã đưa thị phần công ty lên vị trí cao nhất. Hiện giờ đã trở thành phó chủ tịch của tập đoàn rồi. Lần này có biết tại sao ta lại đồng ý để làm cố vấn cho chúng ta không? Cô đoán đi, quản lý Bạch. Cô nhìn kìa, anh ta thực sự rất giỏi. Cô nhìn kìa, chính là anh ta đó. Anh về rồi. Năm năm trước anh đánh mất em, lần này anh sẽ tìm em trở về, cất trong túi mang đi. Đây chính là anh Lý. Anh Lý, cô đây là quản lý Bạch của chi nhánh công ty chúng tôi. Anh đã bảo hai chúng ta sẽ gặp lại mà. Từ gặp nhau rồi sao? Chúc hai chúng ta hợp tác vui vẻ. Quản lý Bạch, cô làm gì vậy? Xin lỗi anh, tôi đã đệ đơn từ chức với công ty rồi. Tôi đang bàn giao dần công việc. Tôi nghĩ chúng ta không có cơ hội hợp tác nữa. Quản lý Bạch, quản... Xin lỗi anh nhé. Đến đây. Anh tìm ai vậy? Chào cô, đây có phải là nhà chú Bạch không? Phải, mời vào. Trông cũng xa dáng đấy. Nói gì vậy, thằng bé trông tài giỏi như vậy mà. Trông tài giỏi. Thằng nhóc này hồi nhỏ nghịch ngợm lắm đấy. Có lần trộm tiền của ba nó, bị đuổi theo tận mấy con phố, đuổi từ sáng tới tối. Thằng nhóc này hồi ấy cũng giỏi chạy. Cuối cùng dùng tiền làm gì? Mua cặp tóc. Mua cặp tóc. Tầm ấy đã biết dỗ con gái rồi à? Không phải dỗ con gái, cháu nghiêm túc mà. Mười mấy năm vẫn luôn như vậy. Trùng hợp nhất là dạo này chúng cháu lại gặp nhau rồi. Thật sao? Không ngờ cậu lại chung tình như vậy. Con gái nhà ai? Con gái nhà chú. Không phải chứ, tôi. Con gái nhà chúng tôi. Đợi đã, chờ đã. Cậu bảo dạo này gặp lại rồi. Dạ, tình cờ. Là tình cờ. Con tình cờ gặp lại bạn hồi nhỏ. Sợ nói rồi ba cũng không nhớ. Không chỉ đơn giản là tình cờ đâu. Cháu thấy đây có thể là coi như là duyên trời đã định. Không ngờ tên nhóc nhà cậu lại chung tình như vậy. Được đó, có tiến bộ. Cũng coi như là đơm hoa kết trái rồi. Chỉ thiếu một chút nữa là đơm hoa kết trái. Chỉ đợi chú Bạch duyệt thôi. Vậy hai đứa phát triển đến đâu rồi? Không giấu gì chú, cô ấy đã dọn vào sống với cháu rồi. Nhưng mà chú yên tâm, bọn cháu không làm gì cả. Cháu cũng coi như chính nhân quân tử trong phương diện này. Cháu đã tặng nhẫn cho cô ấy. Cô ấy cũng nhận rồi, nhưng không thể hiện thái độ gì. Giống như hôm nay cô ấy định đến đây với cháu, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy hơi sợ. Sợ chú có ác cảm với cháu rồi xử đẹp cháu mất. Tôi cũng đâu phải người cổ hủ. Thằng nhóc như cậu. Chuyện là Tiểu Tùng này, biểu hiện hôm nay của cậu khiến tôi mở rộng tầm mắt. Được lắm, tôi thấy hai đứa đều đã có ý với nhau, nhưng bị cuộc sống chia cắt, đúng không? Đúng vậy, đã bỏ lỡ những năm tháng đẹp nhất để cho anh ta được lợi. Chú nhắc tới cái việc này, cháu lại thấy khó chịu. Cháu không chấp nhận nhìn cô ấy chịu ấm ức. Cô ấy bị bắt nạt, cháu là người khó chịu hơn ai hết. Tốt, Tiểu Tùng, đó cậu biết. Chú Bạch hiểu lòng cậu. Vậy chú có chấp nhận cháu không? Sao tôi có thể từ chối một người chung tình 10 năm như một được chứ? Có đúng không? Đúng vậy, chỉ cần con bé đồng ý thì tôi cũng không thành vấn đề. Hạnh phúc đến đột ngột quá. Vậy chú Bạch,
cháu. Cháu cảm ơn chú. Cháu quỳ cảm ơn chú, hơi quá rồi. Như này thì hơi khô trương quá. Đừng cảm ơn tôi, chỉ cần tốt với con bé là được. Tôi không phản đối gì cả. Chú yên tâm, cháu chắc chắn dùng cả tính mạng bảo vệ cô ấy. Vậy hôm nay với một buổi họp quy mô nhỏ thôi, chúng ta đã đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Vậy mấy hôm tới chúng ta tranh thủ thực hiện luôn việc này nhé. Cháu cũng khá sốt ruột rồi. Cần gì phải mấy ngày nữa, ngay hôm nay luôn, chọn ngày không bằng hôm nay. Hôm nay tốt lắm. Hôm nay, vậy cháu sẽ đi đặt bàn ngay, tối nay sẽ nói thật rõ ràng chuyện này. Đặt bàn làm gì, ăn cơm tại nhà. Bữa cơm gia đình cũng tốt lắm. Chú Bạch, chú về đi. Dì Trương, đừng tiễn cháu nữa. Phải tiễn chứ, đi thông thả nhé. Vậy cháu về đây. Được rồi, về đi. Chúng ta liên lạc sau nhé. Được rồi. Lái xe cẩn thận đấy. Lái xe cẩn thận. Được thật đấy. Cũng tạm. Thực thực thật là không chịu nói với chúng ta, lại còn bắt Tiểu Tùng cũng phải giấu theo. Ông hãy thông cảm đi. Đã bao lâu rồi thực thực không hẹn hò chứ. Việc này cũng dễ hiểu mà. Khiến tôi cảm động nhất là Lý Mặc Lặc kia đối xử với thực thực và chúng ta như vậy. Tôi không ngờ rằng Tiểu Tùng cũng thấy khó chịu. Quan trọng là người ta không bận tâm đến mối tình đó của thực thực. Được lắm. Được đó. Đúng vậy, thằng nhóc này trông cũng đẹp trai, lại còn đi xe xịn. Nếu không nghe câu chuyện trước đó, tôi còn tưởng là trai nhà giàu thật đó. Có tiền hay không không quan trọng, quan trọng là tốt với con gái chúng ta. Vừa nãy kích động quá, quên không hỏi nó làm việc ở đâu. Chắc là không làm mấy chuyện phạm pháp gì đâu nhỉ. Đừng nghĩ dớ dẫn được không? Như vậy đã biết thằng bé là người ngoan ngoãn. Cũng đúng, cũng đúng. Vấn đề lớn nhất của chúng ta là thực thực. Cuối cùng cũng được giải quyết rồi. Trong lòng tôi cũng thấy yên tâm. Giờ chỉ còn nhóc con thứ ba thôi. Con bé đó tinh tranh lắm, còn cần ông lo chắc. Chắc chắn sẽ tìm cho ông một con rể tốt. Mau gọi điện cho thực thực đi. Đúng, đỡ đến lúc ấy con bé còn vòng vo với tôi. Đúng vậy, không được. Vừa nãy Tiểu Tùng đã nhờ chúng ta hãy tạm giấu việc này đi. Hay là như vậy, chúng ta không nhắc đến Tiểu Tùng vội. Cứ nói về nhà xem mắt đi. Được đó, được đó. Ba, xem mắt. Được, con sẽ về ngay. Thực thực. Duyên phận của chúng ta không bình thường chút nào nhỉ. Em xin nghỉ liên tục như vậy, quá ra là để trốn anh sao? Anh đừng tự mình đa tình. Tôi đã từ chức rồi, không cần mỗi ngày phải đến công ty. Vậy nên dù thế nào hôm nay chúng ta cũng phải gặp nhau. Từ ngày mai em sẽ phải bàn giao công việc cho anh. Anh tin em là người công tư phân minh, vô liêm sỉ. Em bận việc của mình đi, hẹn hôm khác ăn cơm. Gọi xong rồi sao? Có hơi lạ. Cô bé đồng ý nhanh quá. Con người ông đúng là lòng đa nghi quá nặng. Vào đi. Đến rồi hả? Anh mời tôi phải đến chứ. Nhưng anh đến sớm quá. Tôi vẫn còn vài báo cáo bệnh nhân cần xử lý. Đợi một lát nữa chúng ta mới đi được. Anh cứ làm việc đi. Hôm nay Bạch Tô có đến muộn không? Buổi sáng không đến, nói là về nhà ba mẹ. Buổi chiều mới đến đó. Trông có bình thường không? Tại sao cô ấy phải trông bất thường? Cãi nhau sao? Anh đừng hóng hớt như vậy. Tôi đang quan tâm cô ấy. Dạo này cô ấy vất vả quá. Tôi nhìn thấy cũng mệt. Tôi đã bảo vị trí thứ nhất là qua đã có chủ rồi. Anh hãy khuyên cô ấy đi, đừng liều mạng như vậy. Ý anh là sao? Thì chuẩn bị có cuộc thi đấy. Mạng Ni lôi kéo được một nhà đầu tư lớn cho vũ đoàn. Nhưng điều kiện là phải để Mạng Ni đứng nhất.
Hải Long, nói thật anh biết, dạo này tôi cũng rơi vào tình thế khó khăn. Tình trạng kinh doanh của vũ đoàn cũng không ổn lắm. Tôi thực sự hết cách rồi. Không không, sao anh có thể làm như vậy được? Anh không biết Bạch Tô nhiệt quyết cố gắng đến thế nào vì vũ đạo sao? Anh làm vậy có không thẹn với Bạch Tô sao? Tôi thừa nhận lần này Tô phải chịu thiệt rồi. Vậy nên anh hãy khuyên cô ấy giúp tôi đi. Bạn Ni tuổi tác không còn nhỏ nữa, hãy nhường cơ hội lần này cho cô ấy đi, được không? Hải Long, anh nhìn anh kìa, đừng kích động như vậy chứ. Mặt dày lắm. Ăn một mình đi. Đi thôi, cùng đi chứ. Em chắc chắn muốn đi chung chứ. Sao vậy? Không có gì, nếu em thấy không sao thì anh cũng không cần lo gì nữa. Em hiểu ý anh rồi. Cũng đúng, chúng ta đi riêng vẫn tốt hơn. Vậy em đi trước nhé. Đi họp phụ huynh thôi cũng khổ. Hải Long, anh nghe tôi nói, tôi cũng không muốn Bạch Tô tổn thương. Hải Long à, Hải Long, Hải Long, anh tránh xa tôi ra, tôi không muốn nhìn thấy anh. Tôi cũng không muốn nghe anh nói chuyện. Hải Long à, anh bình tĩnh đi, nghe tôi nói một câu được không? Tôi thực sự hết cách mà. Trong vũ đoàn biết bao nhiêu người, nếu không vượt qua được thì tôi xong đời rồi. Đâu phải chỉ có một mình Bạch Tô đâu. Trong vũ đoàn biết bao nhiêu người như vậy, có ai mà không tham gia vì ước mơ nhảy múa? Tôi không thể chỉ vì bận tâm đến sự công bằng của mình Bạch Tô khiến cho mọi người đều phải nhịn đói được. Vũ đoàn gặp khó khăn, anh cũng không nhất thiết phải dùng cách này để giải quyết. Chúng ta có thể cùng nghĩ cách. Tôi có thể nhờ chị tôi. Đâu phải anh không hiểu địa vị của chị tôi trong giới vũ đạo. Chị ấy quen biết rất nhiều người trong và ngoài nước. Chị ấy nhất định sẽ giúp được anh. Tôi biết như nước xa không cứu được lửa gần. Tôi mà có cách nào khác thì có cần phải làm việc bỉ ổi như vậy không? Anh cho tôi thêm thời gian, tôi sẽ lôi kéo nhà tài trợ giúp anh. Giờ anh nói gì cũng muộn rồi. Tôi... Hải Long, Hải Long, việc này đối với anh mà nói cũng là việc tốt mà. Chẳng phải anh luôn đau lòng cho Bạch Tô sao? Anh đưa cô ấy về khuyên bảo cô ấy đi. Như vậy hai người cũng có thời gian ở bên nhau rồi. Đây là hai chuyện khác nhau. Hải Long, anh hãy khuyên cô ấy giúp tôi đi. Căng thẳng sao? Có hơi căng thẳng. Không sao. Chú Bạch ủng hộ cậu. Cố lên. Ba, con về rồi đây. Chị cả về đó à? Sao cậu lại ở đây? Bọn trẻ không đến à? Không phải, Tiểu Tùng, cậu có con rồi sao? Quên không nói với chú. Con cháu đã 5 tuổi rồi. Đứa bé vừa ra đời, hai bọn cháu đã ly hôn. Vậy không để ý hả? Không, con trai cháu và cô ấy hợp nhau lắm, coi cô ấy như mẹ ruột. Vậy hai đứa có tính đẻ đứa nữa không? Việc này cháu không làm chủ được. Nghe lời cô ấy. Vậy nếu là vậy, mẹ kế khó làm đây. Nhưng mà nếu thực nghĩ thông suốt được thì cũng không có vấn đề gì. Liên quan gì đến chị ấy, liên quan gì đến cậu ấy chứ? Về nhà thôi. Tôi xin lỗi. Hôm đó là lỗi của tôi. Tôi không nên nói như vậy. Tôi mời quan hải sản. Tôi cho cô lái xe được chưa? Anh nói đây nhé. Đừng hối hận đấy. Biết ngay cô muốn đi xe của tôi mà. Nhưng cô không có bằng lái, chỉ được vòng vòng quanh đây thôi. Ok luôn.
Tránh ra nào. Nào tôi dạy cô. Tôi dạy cô. Bỏ tay ra nào. Cắm chìa khóa vào rồi xoay sang phải. Sau đó đề ga. Đây là còi, đây là phanh xe, đây là chân ga bàn đạp sau. Nhớ kỹ, nắm chắc ly hợp, đạp ga, nhẹ nhàng thả chân, xe sẽ đi. Nhớ kỹ, lúc đạp ga và thả ga phải nắm chắc ly hợp. Đội lên nào. Đi đây. Đạp phanh xe. Tu Tu. Tu Tu à. Chú à, đau quá, bao kéo tôi lên. Cậu cút đi cho tôi. Ba à ba, chú Bạch, làm gì vậy, có gì từ từ nói, cho chị nói là con gái chú, nhưng quên mất không bảo là con gái thứ hai. Cậu định gây chuyện sao, đừng đừng, cậu nói cái gì mà yêu mười mấy năm, có khác gì ngoại tình không? Chú Bạch chắc không phải kẻ thứ ba, tên Bạch Đông mới là người ngoại tình. Châu Cương Tùng, cậu điên rồi sao? Chuyện gì vậy? Ba, là như vậy. Bạch Thảo không dám nói với ba là vì lo sức khỏe của ba. Đúng là Bạch Đông đã ngoại tình bên ngoài, hơn nữa còn chuyển hết tài sản đi. Vậy nên bây giờ Bạch Thảo không còn gì hết, chỉ có Bạch Qua thôi. Lão Bạch à, Lão Bạch, Lão Bạch, đều tại cháu cả. Tự nhiên cháu nhắc đến anh ta làm gì? Cậu mau đi đi, mau lên, gọi điện cho tôi nhé. Đừng nóng, đừng nóng. Để thuốc ở đâu rồi? Trong túi ấy. Bạch Thảo không dám về nhà ở, là vì sợ hàng xóm chê cười. Cô bé hiện đang ở nhà của Châu Cương Tùng. Nhưng Bạch Thảo đã nói trước với con bé và Châu Cương Tùng không có quan hệ gì. Tuy Bạch Thảo cũng khá sĩ diện, nhưng chúng ta đều hiểu con bé sẽ không làm việc trái đạo đức. Đúng đấy Lão Bạch, đừng trách con bé nữa. Bội Quân, gọi điện cho con bé. Gọi con bé về đây, nói là nhà có việc. Ba, ba làm gì vậy? Ngậm miệng, việc này con không cần quan tâm. Kể từ bây giờ, con không được phép rời khỏi tầm mắt của ba, không được báo tin cho em gái của con, tối nay cũng không được nói gì. Nghe rõ chưa? Ba, con biết rồi. Chú à, hôm nay là lỗi của tôi, làm hỏng bảo bối của anh rồi. Cô không sao là tốt rồi. Nhưng coi như cũng nhắc nhở tôi, sau này tuyệt đối không được để cô động vào xe mình nữa. Anh muốn làm gì? Đứng im. Há miệng. Há miệng. Mặt tôi không sao cả. Có sao hay không tôi nói mới được. Được rồi, không sao mà. Giờ nhìn có vẻ không sao, nhưng sau khi trải qua va chạm vẫn sẽ để lại nguy hiểm. Thật ra mấy động tác múa của cô phải dùng lực quá nhiều. Lần nào tôi nói cô cũng không nghe. Vậy nên kể từ ngày mai nghỉ ngơi một tuần. Không được đâu. Đâu phải anh không biết nhảy múa quan trọng với tôi thế nào? Vậy là mặt không quan trọng sao? Nếu mặt cô có vấn đề phải chỉnh sửa lại, thì cô có biết đồng nghĩa với việc gì không? Tôi vẫn có anh ở đây mà. Nếu vậy là để tốt cho mặt cô, thì tôi muốn cô làm gì cũng được, đúng không? Đúng vậy. Được. Vậy tạm thời đừng múa nữa. Anh làm sao vậy? Sao tự nhiên không cho tôi múa nữa? Có phải giấu tôi chuyện gì không? Buổi chiều thấy có người bảo anh đến đoàn múa, lại còn cãi nhau với đoàn trưởng. Rốt cuộc làm sao vậy? Tôi đang lo cho cô.
Lo cho tôi. Tôi phẫu thuật thẩm mỹ là để có cơ hội trở thành nhân vật chính. Không còn cơ hội thì gương mặt này quan trọng sao? Cơ hội sau này vẫn sẽ có, nhưng mặt chỉ có một thôi. Nhưng ước mơ này thực sự quan trọng với tôi lắm. Mất đi ước mơ tôi cũng không cần gương mặt này nữa. Chú cho đừng quan tâm dớ dẫn. Cứ đợi đó mà chúc mừng tôi đi. Tôi nhất định sẽ chiến thắng mà.